ngày 25 tháng 12, nghệ sĩ Vũ Linh Linh Tâm cùng nhiều nghệ sĩ khác đến tiễn biệt nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Hệ. Sau 6 tháng chống chọi với căn bệnh nan y, cuối cùng nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Hệ đã ra đi thanh thản vào ngày 23 tháng 12 vừa qua. Là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương miền Nam, sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Hệ không chỉ để lại niềm thương tiếc cho người thân, mà nhiều đồng nghiệp cũng không khỏi xót xa trước mất mát quá lớn này. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thị là những người đến sớm nhất. Đứng trước vong linh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Hệ, cả hai đã tâm sự rất nhiều với người em trong nghề. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thị chia sẻ rằng, tôi thương Huệ như đứa em trong gia đình, như tình ruột thịt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi hay tin Huệ ra đi, đầu óc tôi trống rỗng, đang thu âm, mà hát cứ trật nhịp hoài, kiếp sau mình lại là chị em nha Huệ. Riêng với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, bà xem nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chính là người em thân thiết nhất trong nghề, bởi nghệ sĩ này rất là lành tính, chưa bao giờ biết giận bất kỳ ai và cũng không làm cho ai giận mình. Những ngày tháng cuối đời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện và không ngừng động viên cố nghệ sĩ. Đến viếng tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương với gương mặt u sầu, buồn bã đã khiến cho khán giả không khỏi xót xa. Người bạn gắn bó trên sân khấu suốt mấy mươi năm, giờ đây đã không còn nữa. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương mà nói đây chính là sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Tại tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Linh Tâm cũng có mặt để thắp nén hương tiễn biệt người đồng nghiệp. Cả hai đã gửi những lời cầu nguyện bình an đến cố nghệ sĩ, một người đã cống hiến hết mình cho sân khấu cải lương. Cũng trong ngày 24 tháng 12, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng cũng có mặt tại tang lễ. Cả hai đều khoác lên mình trang phục màu đen, thể hiện sự tôn trọng thành kính đối với người đã khuất. Nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và nghệ sĩ Thanh Hằng không thể nào che giấu nỗi xót xa trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Hệ. Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng vô cùng buồn bã trước sự ra đi của cố nghệ sĩ gạo cội. Không chỉ vậy, hình ảnh nghệ sĩ cải lương Phú Quý lặng lẽ đến tang lễ cũng khiến cho khán giả không khỏi đau lòng. Ông có mặt rất sớm để gửi lời tiễn biệt dòng ca vàng của làng cải lương Việt Nam cũng như ba người đồng nghiệp khác. Nghệ sĩ Phú Quý cũng vô cùng bàng hoàng thương tiếc trước sự ra đi này. Nghệ sĩ Tấn Bêu cũng đi xe máy đến tiễn biệt Trần Chị. Đứng trước linh cữu, nghệ sĩ Tấn Bêu bày tỏ sự trân trọng những gì nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ cống hiến cho nghệ thuật cải lương, cũng như tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của tiền bối. Nghệ sĩ Bích Phượng, con gái của nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, cũng đến viếng nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Bên cạnh đó, có một số nghệ sĩ như Ngọc Huyền, Mỹ Châu, Phượng Liên, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm cũng gửi đến tang lễ những vòng hoa viếng khi không thể có mặt tại đây để trực tiếp thắp những nén hương tiễn biệt. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đã để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với đồng nghiệp khán giả. Hơn ai hết, nghệ sĩ Thanh Điền chính là người đau khổ nhất. Hình ảnh ông gắng gượng và lặng lẽ đứng bên cạnh vợ lần cuối khiến cho khán giả không kìm được nước mắt. Trên trang cá nhân, Gia Bảo chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đến viếng cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Anh gọi bà là mẹ rất thân thiết. Trong hai đêm túc trực trong đám tang, nam diễn viên được các nghệ sĩ gạo cội như Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Dầu kể về ngôi sao sáng trong làng cải lương nay đã tắt. Hôm nay hoa ngập trời, gần như tất cả các nghệ sĩ cải lương từ khắp mọi nơi đều gửi hoa đến, từ các nghệ sĩ cùng thời như nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu, Thoại Mỹ, nghệ sĩ Phương Liên, danh ca Giao Linh, danh ca Thanh Tuyền, danh ca Hương Lan, danh hài Duy Phương, thế hệ tiếp theo như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tài Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy, sản giả Hoàng Song Việt, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, danh hài Hồng Tơ, rồi đến Vũ Luân, Kim Tiểu Long, Hồng Yến, Bình Tinh, đến các nghệ sĩ lĩnh vực khác như Thành Lộc, Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Long Nhật, danh hài Việt Hương, anh chị Thu Trang Tiến Luật, các người mẫu, diễn viên điện ảnh, báo chí, các ban ngành, đủ thấy sự yêu thương của mọi người từ khắp nơi gửi đến cho mẹ Huệ, anh chia sẻ. Mất đi người bạn đời, nghệ sĩ Thanh Điền buồn vô hạn. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, khiến cho ông cảm thấy bớt lạnh lẽo. Ba thấy không lạnh lẽo, mà ấm áp lắm con, như mẹ đang đi lưu diện ở đâu chứ không phải mất. Gia Bảo chia sẻ lại lời của người ở lại. Trong bầu không khí trang trọng và ấm cúng, các nghệ sĩ lần lượt đến tiễn đưa, gửi vòng hoa, gặp mặt nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ lần cuối. Tang lễ của cố nghệ sĩ không chụp hình và quay phim, chỉ có những bài hát gắn liền với tên tuổi bà một thời.
Trong đám không chụp hình quay phim, không đờn ca ồn ào, chỉ mở những bài ca mẹ hát, những bài kinh với giọng đọc của mẹ, quan tài màu trắng, mọi thứ đẹp, sang trọng và nhẹ nhàng như tính cách của mẹ. Một người nghệ sĩ tài hoa và không mất lòng bất cứ ai trong nghề. Mọi người yêu thương như vậy, một cuộc đời thật đáng sống. Gia bảo bộc bạch, nghệ sĩ Thanh Kim Hệ ra đi mãi mãi, nhưng sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ vẫn còn sống mãi với thời gian. Lễ đồng quan của bà sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ, ngày 26 tháng 12. Sau đó linh cữu của cây đại thụ trong làng Cải Lương được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.